Đấy, đấy là cái đầu tiên nhá. Cái đầu tiên mình đã nói xong. Đấy là về động sản rồi đúng không? Thứ Động hai mình sẽ sản. nói đến động sản. Mà động sản ấy thì như mình đã nói rồi, đấy là với động sản người ta sẽ nói đấy là máy thiết bị đúng không? Nó cũng bị Rồi. Máy thiết bị nhá, mình sẽ đến máy thiết bị. Rồi mình sang trang nói luôn đi. Đây, máy thiết bị như sau. Nếu mà là máy thiết bị thì mình biết rồi đúng không? Nó sẽ là cho một cái máy móc gì đấy, người ta bảo là ước tính giá trị của cái máy móc này đúng không? Thì mình sẽ ước tính. Cụ thể đây. Bước 1 nhá. Này các bước đây. Bước 1 sẽ là gì? Ước tính chi phí tái tạo hoặc chi phí thay thế của máy thiết bị. Đấy, mình sẽ ước tính chi phí tái tạo, chi phí thay thế nhá. Bước 2 này, xác định hao mòn và ước tính tổng giá trị hao mòn của máy thiết bị cần thẩm định giá. Đấy, và bước 3 là gì? Ước tính giá trị của máy thiết bị bằng cách lấy kết quả bước 1 chứa cả bước 2 đúng không? Thì nó vẫn là gì? Nó vẫn như cái nội dung đúng không? Nó vẫn là nội dung của cách tiếp cận chi phí thôi. Cụ thể thì ứng dụng vào mỗi cái tài sản cụ thể. Đấy thì nó chỉ khác nhau một chút thôi đúng không? Còn nội dung nó vẫn vậy. Tức là mình sẽ lấy cái chi phí đúng không? Và trừ đi cái phần đã hao mòn. Đấy, đấy là cách tiếp cận chi phí đúng không? Mình sẽ là cái chi phí mới. Trừ đi cái chi phí hao mòn thì nó sẽ ra giá trị của máy. Được chưa? Tức là đây mình lấy kết quả bước 1 trừ bước 2. Đấy là ra kết quả rồi. Đúng không? Và mình sẽ đến luôn một cái ví dụ nhá. Ví dụ như sau. Thẩm định giá một máy công nghiệp của công ty Hòa Phú đang sử dụng. Máy công nghiệp này thuộc loại nhập khẩu từ nước ngoài, đã được công ty đưa vào sử dụng trong 6 năm, dự kiến tuổi đời kinh tế là 30 năm. Để nhập khẩu máy đó tại điểm hiện tại, toàn bộ chi phí phải bỏ ra để đưa ra đó vận hành là từng này. Ước tính giá trị của máy công nghiệp đó. Được chưa? Đấy, thì cái bài này nó khá là dễ thôi, đúng không? Thật ra ấy, vào cái bài tập cụ thể thì người ta sẽ bắt mình tự tính ra cái bước 1, bước 2, bước 3 này. Nhưng bài này người ta đã cho rồi. Đúng không? Tức là người ta đã cho luôn cái bước 1 rồi. Mình có thể thấy đây. Ước tính chi phí tái tạo, chi phí thay thế của máy thiết bị. Đây mình cùng xem. Cụ thể nhá, bước 1 đây. Mình sẽ tính ra là gì? Chi phí tạo, chi phí thay thế nhá, mình xem người ta cho cái gì. Đây. Để nhập khẩu máy móc, toàn bộ chi phí phải bỏ ra để đưa vào vận hành là 9.500 triệu đồng. Tức là người ta cho luôn đúng không? Ước tính chi phí đây. Thì chi phí của nó đây, toàn bộ người ta cho luôn rồi đúng không? Là 9.500 triệu. Được không? Thế đấy, thì mình sẽ biết là giá trị nhá. Giá trị của cái này nó sẽ là 9.500 triệu ban đầu rồi đúng không? Đấy. Tức là trong bài tập ấy, như trong đề kiểm tra, đề thi ấy, thì người ta thường cho mình là một cái máy thiết bị này nhập khẩu về chẳng hạn. Đấy, và mình phải tự tính ra cái giá trị, đúng không? Thì giá trị của nó sẽ bao gồm là giá mua này, cộng với cả thuế nhập khẩu, đúng không? Với cả thuế thu đặc biệt thôi, còn thuế giá trị gia tăng thì không có. Bởi vì thuế giá trị gia tăng sẽ là khấu trừ. Đấy, thì bao giờ vào mình trước mình sẽ nói lại cái ý, đúng không? Đấy, bước 1 đây, mình sẽ đến đâu này. Giá trị là 1.900 rồi nhá. Tiếp theo bước 2 là gì? Xác định hao mòn và ước tính tổng giá trị hao mòn. Được chưa? Bước 2 là xác định hao mòn nhá. Mình cùng xem này. Ở đây thì mình sẽ tính là tỷ lệ hao mòn đúng không? Xem tỷ lệ hao mòn bao nhiêu? Thì người ta cho cái gì? Đã được công ty đưa vào dụng 6 năm, dự kiến tuổi đời kinh tế 30 năm. Đấy mình thấy là gì? Ở đây là đã được công ty sử dụng 6 năm này và dự kiến tuổi đời kinh tế là 30 năm. Thì người ta cho tuổi đời hiệu quả và tuổi đời kinh tế. Thì mình sẽ áp dụng theo phương pháp gì? Đấy, tức là tùy mình phải biết là khi nào mới áp dụng phương pháp nào, đúng không? Người ta ấy cho, như kiểu người ta cho một đống cái phần trăm ấy, là mình sẽ biết là áp dụng theo phương pháp chuyên gia. Ui, theo tuổi Còn đời đây, người ta cho, đúng rồi, phương pháp đúng tuổi không? đời, thì mình sẽ Đúng bằng là gì? Tuổi đời. Nào, tuổi đời hiệu quả chứ tuổi đời kinh tế, đúng không? Thì bằng là 6 chia 30 30, đúng không? Bằng bao nhiêu phần trăm? 20 20% 2 đúng không? 0,2 là 20% đấy.0,2 Rồi. Rồi, đấy, mình đã ước tính cái gì nhỉ? Ước tính tổng, đây, mình mới ước tính giá trị hao mòn thôi. Đúng không? Đây là tỷ lệ hao mòn, mình sẽ tính ra hao mòn bao nhiêu? Mức hao mòn nhá. Mức hao mòn, đấy, hoặc là gì? Tổng giá trị hao mòn đúng không? Ở đây chỉ có một cái hao mòn thôi. Mình sẽ tính ra được bằng 20% nhân với bao nhiêu? Nhiều cái giá trị của máy đúng không? Đấy, xem bằng bao nhiêu thôi. Vừa xong mình tính cái này ra bao nhiêu nhỉ? 20% nhân 9.500. 1.900. 1.900 à? Rồi, ok. Vậy thì xong bước 2 nhá. Đến bước 3 này. Bước 3 mình tính ra cái giá trị cuối cùng thôi. Đúng không? Đây, bước 3 đây. Ước tính giá trị của máy. Ok. Vậy thì mình sẽ nói là gì? Giá trị của máy công nghiệp đó là 9.500 trừ 1.900. đúng không? Lấy kết quả bước 1 trừ bước 2.
vậy thôi, 9.500 trừ đi 1.900 đúng không? Thôi bằng Ừ. nhiêu thì hóa ra là 7.000 bao nhiêu đúng không, bảy Đoạn nghìn mấy? sáu à, 7.000 7.000 3. bảy nghìn ba. À đúng, tính nhầm. 7.600 đúng không? Ok triệu đúng không, đơn vị là triệu rồi. Ok thế thôi, Ừ, chịu đâu. đấy đấy là máy thiết bị nhá, nó dễ như vậy thôi, là cứ xác định đúng ba cái này, hai cái này trừ với nhau là được. Ừ. Ok mình sẽ đến cái phần cuối cùng nhá, phần C. Đấy là doanh nghiệp Nghiệp. được không, doanh nghiệp đây thì nó sẽ có hai phương pháp Ừ, để tại vì tính, cái phần này lắm bài khó đúng không? Nhiều vãi. không chương năm mới nhiều bài khó nhất nữa, tức là kiểm tra hai nó, tức là nó đã khó ở trong một rồi chắc chắn luôn, mấy cái môn này mấy môn sau này kiểm tra hai thường khó ở trong một, nhiều công cụ vệ sinh nó cũng vậy. Ok. Ok phần C doanh nghiệp là chương này nó vẫn dễ hơn chương năm ấy, chương năm nó ra rất là nhiều luôn. Rồi thì đây mình sẽ có hai phương pháp để tính cái doanh nghiệp ở đây nhá. Đầu tiên là phương pháp giá trị tài sản thuần đấy, net asset value hay người ta gọi là NAV đấy, thì cơ sở lý luận đây vì doanh nghiệp giống như hàng hóa thông thường này, và nền tảng hoạt động của doanh nghiệp dựa trên cơ sở một lượng tài sản có thực đấy, tài sản của doanh nghiệp thường hình thành từ hai nguồn vốn, đây là vốn chủ sở hữu và vốn vay đấy, đây là các cơ sở lý luận thôi. Giá trị riêng đâu, giá trị tài sản nhưng mà được kế toán và giá trị tài sản đánh giá lại thì thường là khác nhau đấy, cho nên thì người ta sẽ tính nha là giá trị tài sản thuần. Đây giá trị doanh nghiệp được tính bằng tổng giá trị của tài sản mà doanh nghiệp hiện đang sở hữu, sử dụng và sản xuất kinh doanh sau khi đã trừ đi khoản nợ phải trả. Chưa? Đấy, đấy là cái cơ sở lý luận về phương pháp giá trị tài sản thuần này, được không? Và mình sẽ đến nội dung phương pháp. Đấy, một tí là mình sẽ áp dụng cụ thể vào cách tính. Đúng, phương pháp đây. Đầu tiên là mình sẽ xem các bước tiến hành nhá. Thì đây, có 3 bước thôi. Đúng không? Bước 1 đây, đấy là rà soát đánh giá lại giá trị tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng vào sản xuất kinh doanh tại điểm thẩm định giá theo giá thị trường. Đây cái thứ nhất. Bước 2 đây, xác định tổng giá trị khoản nợ tại điểm thẩm định giá. Bước 3 là ước tính giá trị doanh nghiệp. Được không? Và theo công thức đây, NAV0 sẽ bằng VT trừ VN. Trong đó NAV0 là gì? Giá trị tài sản phần giá trị tài sản thuần thuộc về chủ sở hữu doanh nghiệp, đúng không? Tức là người ta sẽ bắt mình tính ra cái này này. Đấy. VT là tổng giá trị tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng vào sản xuất kinh doanh. VN là giá trị khoản nợ. Được không? Tức là theo phương pháp NAV này là mình sẽ làm gì? Mình sẽ phải tính ra cái NAV0. Được không? Mình chỉ cần nhớ công thức thôi. NAV0 cho bằng là VT trừ VN. Trong đó VT là tổng giá trị tài sản đúng không? Đấy còn VN là tổng giá trị nợ. Mình lấy là tổng tài sản trừ nợ thôi. Thì nói ra là gì? Đây. Đấy là giá trị của doanh nghiệp. Dễ chưa? Đấy. Đấy mới vậy thôi. Được không? Rồi. Đấy bước 1, bước 2, bước 3 nhá. Và bây giờ mình sẽ Mà ứng tôi dụng thấy đi là làm một cái ví dụ quý cụ thể. nó có mấy cái kiểu goodwill, tài sản vô hình và khó xác định, mấy cái đấy khó Rồi, tí mình sẽ không? nói. Cũng Mình cứ xác định cái ừ, này trước đã. Được không? Rồi ok, sau khi mình xong phương pháp này thì mình sẽ đến phương pháp Woodview, đúng không? Trong doanh nghiệp nó có hai phương pháp thì thôi. Đấy, thật ra thường là doanh nghiệp nó sẽ dài hơn hai cái loại tài sản trước. Đấy như kiểu là chương trước mình cũng nói đấy. Chương trước khi mà ừ. nói về doanh nghiệp thì nó có ba phương pháp tính đúng không? Theo PS này, theo Ừ. PB này, rồi theo PE này, đấy, ba phương pháp tính. Thì cái này doanh nghiệp sẽ có hai phương pháp tính. Rồi, ví dụ đây. Doanh nghiệp X có bảng cân đối kế toán dạng rút gọn của doanh nghiệp như sau: tài sản, số tiền, nguồn vốn, số tiền, đấy tức là tổng tài sản và tổng nguồn vốn như này, nó cho mỗi hai cái này thôi, dễ chưa? Bây giờ việc đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp cho thấy có những thay đổi như sau, tức là ấy, đối với bài này, đấy theo cái phương pháp là NAV này ấy, thì mình phải nhìn được đúng không? Đấy là ấy, dựa vào những người người ta cho việc đánh giá lại này, mình sẽ xác định xem mà tổng tài sản thật là bao nhiêu, nợ thật là bao nhiêu, sau đó mình điều chỉnh lại tổng tài sản, tổng nợ, sau đó mình trừ cho nhau là xong, được không? Nhưng mà em phải nhìn lại này, nhưng mà nhìn trong những cái này này. Đấy, cái nào là tài sản tăng, cái nào là tài sản giảm hay là nợ thay đổi các thứ thì phải biết. Đấy, Ừ. cụ thể mình nói này. Phần 1. Một số khoản phải thu không có khả năng đòi được là 40 triệu. Phần 2. Nguyên liệu tồn kho kém phẩm chất không đáp ứng yêu cầu của sản xuất có giá trị tha gì? Giá trị giảm theo sổ sách kế toán ở tầng này. Phần 3. Tài sản cố định hữu hình đánh giá lại theo thị trường tăng lên tầng này. Phần 4 là doanh nghiệp X còn phải trả tiền thuê. Phần 5 là như này, 6 như này. Thôi, mệt quá không đọc nữa. Bây giờ mình sẽ xác định thẳng luôn này. Phần 1 đây, mình xem mà đối với cái phần 1 này thì nó làm thay đổi cái gì?
Thay đổi tài sản. Phần 1 này mình xem là đây một số khoản phải thu không có khả năng đòi được đúng không, tức là khoản phải thu này chắc chắn nó sẽ nằm trong phần tài sản rồi đúng không, nó liên quan một chút đến kế toán ấy. Đấy thì mình biết rồi, khoản phải thu này là một phần nằm trong bên tài sản đúng chưa, nhưng mà khoản phải thu này là không có khả năng đòi được, nghĩa rằng nó sẽ làm cho tài sản Giảm. tăng hay giảm? Giảm. Giảm đúng không? Đấy mà kiểu có đứa nợ mình nhưng mà mình không đòi được nữa thì có phải mình coi như mất luôn không? Giảm luôn không? Là 40 triệu đúng không? Tài giảm 40 triệu người thứ nhất. Đấy, đấy mỗi cái dòng này mình cần xác định được đâu là cái gì thôi là được. Tiếp theo này, phần 2, nguyên vật liệu tồn kho kém phẩm chất. Ok, Cố nguyên tài vật liệu sản. tồn kho kém phẩm chất không đáp ứng yêu cầu, giảm luôn này, người ta giảm luôn đúng không? Đấy, nguyên vật liệu với là tài sản rồi. Thì tài sản đây cũng sẽ Giảm giảm. Đấy, giảm bao nhiêu? 30. 30 triệu, ok. Thứ Đấy, thứ hai là xong rồi. Theo cái thứ ba là gì? Tài sản cố định hữu hình đánh giá lại ở thị trường tăng từng ngày. Ồ, thì tài sản cố định nó là gì? là tài sản. Tài tăng hay giảm? Tăng bao nhiêu? 150 triệu. 150 triệu. Đấy, ok, 150 triệu. Rồi, bây giờ đến cái thứ tư. Cái thứ tư xác định khó hơn một chút. Doanh nghiệp X còn phải trả tiền thuê sản cố định trong 10 năm, mỗi năm 20 triệu, muốn thuê một sản cố định với những điều kiện tương tự như vậy tại điểm hiện hành thường phải trả 25 triệu mỗi năm. Mình thấy là gì? Tức là doanh nghiệp X này nó đã thuê trước rồi đúng không? Và hồi nó thuê ấy, là bây giờ nó vẫn còn trả trong 10 năm nữa. Mỗi năm nó phải trả 20 triệu, đúng chưa? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại ấy, là muốn thuê một tài sản với những điều kiện tương tự như vậy. Tức là nó vẫn là tài sản trước kia thôi đúng không? Đấy, nhưng mà sau nhiều năm rồi thì giá trị sẽ thay đổi. Cho nên ấy, thường phải trả là 25 triệu mỗi năm. Đấy, thì tức là nếu mà hiện tại thuê phải trả 25 triệu mỗi năm. Nhưng mà trong quá khứ đã thuê được trước rồi, nó chỉ phải trả 20 triệu thôi. Thì mình nghĩ là nó có lợi hơn hay thiệt hơn? Lợi à? Đúng rồi, có lợi vì mình phải trả ít tiền hơn mà, mình đã thuê quá khứ bây giờ mình phải trả ít tiền hơn đúng chưa, thì nó sẽ có lợi hơn. Vậy mình sẽ biết đây là lợi thuế quyền thuê đúng không, lợi thuế quyền thuê đây là người ta gọi là lợi thuế quyền thuê, mình phải tính lại đúng rồi. Tóm lại là như vừa nói đúng không, là mình phải tính lại cái lợi thuế quyền thuê này. Thì tính lại nhá, mình công thức của mình sẽ là gì, đầu tiên là lấy phần chênh lệch, phần chênh lệch đây là bao nhiêu, Hai lấy cái gì lăm trừ cái chừng gì, 20. 25 trừ 20 đấy, cái phần chênh lệch đúng không, sau đó nhân với cả đây cái phần chiết khấu đúng không, mình chiết khấu nhá, đây rồi đấy, mình sẽ nhân này, nhân đây là phần chiết khấu, cụ thể công thức thì như sau, mình sẽ lấy nhá, đấy là một trừ đi cái công thức này ở trong cái môn tài doanh nghiệp ấy, đó mình phải chiết khấu công thức kiểu này, nó sẽ là gì? Một trừ đi này, ở trong đây nó sẽ là gì? Một cộng cái số phần trăm này này, này tỷ suất hiện tại hóa ấy, đúng không? Là 20%. Sau đó mũ bao nhiêu năm sẽ là mũ trừ từ đấy năm. Đây, trong 10 năm đúng không? Đấy sẽ là mũ trừ 10 và chia cho phần lãi suất. Được không? Đấy là công thức, nhớ như thế nhá. Đấy, nhớ đây mình sẽ lấy phần chênh lệch cái lợi thuế quyền thuê này, mình sẽ lấy phần chênh lệch nhân với cả một trừ đi này, bên trong sẽ là một cộng với cả lãi suất rồi mũ này trừ số năm chia cho phần lãi suất, đấy xem nó bằng bao nhiêu, đấy chính là cái lợi thế quyền thuê của mình. 20,96. 20,96 nói đây là triệu đúng không, Chưa đâu. đấy thì mình sẽ biết là gì bây giờ, đây thì lẽ sẽ là tài sản hay nợ hay là cái gì thay đổi, Tài sản. lợi thuế. Lợi thế của mình được lợi thế hơn đúng không? Tức là tài sản tăng đúng không? Bao nhiêu? Tăng 20,96 luôn đúng chưa? 10,96 triệu. Rồi, đấy. Mình xác định hết mấy cái này rồi. Tiếp theo thứ năm này. Đầu tư chứng khoán vào công ty B. Đấy, 2.200 cổ phiếu theo trị thị trường. Đấy, theo sổ sách là 220 triệu. Giả sử chứng khoán công ty B hiện tại này là 105.000 đồng trên một cổ phiếu. Vậy thì bây giờ ấy là mình phải tính lại đúng không?
mình tính lại xem là ấy bây giờ là giá trị của cổ phiếu là bao nhiêu, đúng chưa? Đây tôi sẽ tính ra cái giá trị nhá, giá trị hiện tại của cổ phiếu này, cổ phiếu xem bằng bao nhiêu đúng không, bằng còn nhớ không thưa không, mình sẽ tính bằng cách gì, lấy là giá nhân với khối lượng thôi đúng không, giá sau nhân với khối lượng thì đây giá bao nhiêu, khối lượng bao nhiêu, 220.000. À yeah. đâu? 105 Giá nhân với 2.200. đúng rồi, giá đây nhân với khối lượng máy bằng bao nhiêu, 231. Đúng không? 231 triệu. Đấy mình sẽ tính ra phần chênh lệch đúng không, chênh lệch khi đầu tư là bao nhiêu, Ừ. khi đầu tư Cái đầu tư bằng là 231 trừ 220. nhau 11 à. Đấy thì bây giờ mình sẽ biết là suy ra là tài sản tăng hay giảm. Đấy tức là lúc đầu tư mình sẽ mất 220, nhưng mà bây giờ mình có 231, vậy là tài sản tăng hay giảm. Đầu tư này là đầu tư Tài có sản lãi đây tăng. đúng không, làm cho tài sản tăng. Ok, và cụ thể tăng ở đây là tăng 11, đúng Ừ, chưa? tiếp. Rồi nhá. Đấy ok, đấy mình xong cái này rồi. Tiếp theo này, mình xác định nốt hai cuối rồi là xong rồi. Đấy, cứ xác định xong cái này là xong. Bởi vì mình chỉ cần tính là tài sản là bao nhiêu, nợ bao nhiêu, trừ cho nhau là được. Phần 6 đây. Số vốn góp liên doanh theo giá trị trên sổ sách kế toán là từng này, được đánh giá lại là tăng 20 triệu. Ok, vậy mình biết là gì? Là cái gì tăng đây? Vốn, số vốn góp liên doanh nhá, là từng này, vừa đánh giá lại là tăng thêm từng này. Vậy là tài sản hay cái gì? Hay Nguồn cái hay vốn. nợ hay gì? Ừ đúng rồi, tức là kiểu là số vốn góp liên doanh tăng thì nói là nguồn vốn tăng đúng không? Nhưng mà mình còn nhớ không? Tổng nguồn vốn bằng tổng tài sản. Cho nên là suy hiểu đơn giản nó cũng là tài sản thôi đúng không? Ồ, Bởi thì vì tài ở sản trong tăng. này mình chỉ cần lấy là tổng tài sản trừ tổng nợ Ồ. thôi, chứ không có thay đổi nguồn vốn nhá. Đấy, mình sẽ biết Ừ, là tài sản tăng đúng không? ok. 20 triệu đúng chưa? Xong nhá. Đấy, còn cái cuối cùng thôi, xác định nốt cái cuối cùng là xong rồi. Sau khi thành lập hồ sơ, công ty đã có đầy đủ tài liệu chứng minh có một số khoản phải trả, nhưng đến thời điểm đánh giá công ty không phải thanh toán nữa là 100 triệu. Ban đổi mới doanh nghiệp chấp nhận. Đấy. Thì tức là gì? Ban đầu khi tập hợp hồ sơ ấy, thì chứng minh là có một số khoản phải trả, tức là nợ phải trả đây đúng không? Nhưng mà gì? Không phải thanh toán nữa. Nợ phải trả mà không phải thanh toán nữa thì nợ phải trả tăng hay giảm? Giảm. Đúng rồi, nợ phải trả giảm. Giảm bao nhiêu? 100 triệu. Rồi, xong, xác định đúng hết rồi nhá. Đấy, thế là xong rồi, được không? Vậy bây giờ mình tính lại VT và VN thôi, đúng chưa? Ok, VT sẽ bằng. Đấy, VT nhá, sẽ bằng bao nhiêu? Rồi, VT là mình còn nhớ không? Đây, trên này mình đã nói. Đấy, mình chỉ cần lấy VT trừ VN thôi. Trong đó VT là tổng tài sản đúng không? Thì mình sẽ thấy nhá, Ừ. tức là mình sẽ lấy cái tài sản ban đầu ấy, tổng tài sản ban đầu là bao nhiêu? 2.000. Đây đúng không? 2.000 cộng tăng trừ giảm, được chưa? Đấy, VT đây. Nó sẽ bằng này. 2.000 là ban đầu nhá. Xong cộng cả những cái tăng. Ở đây mình thấy cái gì tăng đây? Thôi mình tức là Giá cứ hiểu là cộng tài tăng trừ sản cố giảm đúng không? định. Cứ hiểu là cộng cộng tăng trừ giảm nhá. Đấy thì có cái gì chia giảm mình ghi là trừ đi, từ cái thứ 1 cái thứ 2 đều là giảm Chữ này, 40. thì là trừ 40 đúng không? Trừ 40, trừ 30 và cộng 150 đúng không? Đấy. Trừ 40, trừ 30, cộng 150. Tiếp theo. Đây. Cộng. Cộng 20,96, cộng 11 đúng không? 96. 20,96 cộng 11. Tiếp nữa là gì? Hết rồi đúng không? Thế rồi. Đâu? À đây, 20 đây nữa, cộng 20 nữa. Đúng. Rồi ok hết. Xem vòng bao nhiêu? 2.131,96. 2131,96 xong. Tiếp theo mình tính nốt cái VN thôi đúng không? Đấy xong rồi trừ hai này cho nhau là được. VN sẽ bằng này, mình cũng lấy nợ ban đầu. Nợ ban đầu là bao nhiêu? 600. Được chưa? 600.
600. Sau đó là gì? Đây, có mỗi một cái giảm thôi đúng không? Không còn gì nữa. Vậy đây là trừ 100 đúng không? Đấy. Thì thôi, thì bằng 500. Xong rồi. Vậy mình sẽ tính ra được chưa? Đây. Giá trị doanh nghiệp theo NAV nhá. Đấy. Là như sau. Nó sẽ bằng luôn này. Lấy VT trừ VN đúng không? Ừ. Hai này trừ với nhau là xong. Bằng 2131 Đấy xong. chia 6 trừ 500 Rồi ra kết quả xong rồi. bằng Đấy cũng mỗi vậy thôi. 16311 chia Được 96. không? Ở đây cái khó là Ok. mình chỉ cần xác định đúng cái nào là tăng cái nào là giảm là đúng là được. Rồi nó sẽ bằng là 1631,96 triệu. Thế thôi. Xong rồi. Đấy thế nhá. Đây mình đã kết thúc xong cái đầu tiên rồi. Được chưa? Đấy là theo cái gì? Theo NAV đúng không? Đấy, tùy đề nhá. Đề nó sẽ bảo một cái cụ thể ra. Đấy là hãy ước tính doanh nghiệp theo NAV. Đấy, hoặc là theo gì đấy thì mình biết. Rồi, thế là xong cái đầu tiên. Ok chưa? Và như đã nói đây là Ok. trong doanh nghiệp này mình còn một cái phương pháp nữa. Rồi, một phương pháp này sẽ khó hơn. Cụ Goodwill. thể, đấy là phương pháp định lượng Goodwill. Được không? Hay gọi là lợi thế thương mại. Đây thì mình sẽ cùng xem. Nó hơi dài một chút. Đấy, và xong mình cũng sẽ đến ví dụ.